được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình du lịch 24/7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị thân mến, Châu Đức không chỉ là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng mà còn là một vùng quê bình dị yên ả với nền nông nghiệp trù phú. Đến với địa phương huyện Châu Đức thì du khách không chỉ được hòa mình với thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành mà còn được thưởng thức những loại nông sản thơm ngon và bổ dưỡng. Và nhằm tôn vinh, quảng bá, lan tỏa về những đặc sản là nông sản của địa phương thì trong những ngày đầu hè, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã tổ chức hội chợ nông sản huyện năm 2023. Và mở đầu chương trình kỳ này thì xin được kính mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận về hội chợ. Qua các phương tiện thông tin truyền thông, chị Lê Thị Như Hoa ở Đồng Nai biết thông tin huyện Châu Đức tổ chức hội chợ nông sản và chị cùng bạn bè đã lên kế hoạch rồi xuống tham quan, trải nghiệm và thưởng thức rất nhiều trái cây, các loại nông sản sau chế biến tại hội chợ này. Chị thấy nông sản ở Châu Đức sản phẩm rất là sạch, rất là organic. Có một số sản phẩm trước đây chị mua ở nhiều nơi khác nhưng mà ở Châu Đức của tỉnh mình có sẵn thì sau này chị sẽ không phải đi xa để tìm nữa. Nếu mà những cái sản phẩm này được đóng gói hợp lý thì tụi chị mua về tặng cho bạn bè người thân á, rất là phù hợp. Tham gia hội chợ lần này, Công ty Cổ phần Công nghệ cao Kim Long phục vụ người dân và du khách các nông sản trồng theo hướng hữu cơ như sầu riêng Black Tongue, dừa kim ngọc, chuối, bưởi da xanh. Rất đông khách đến thưởng thức và mua sản phẩm của công ty. Có thể nói, đây là cơ hội để công ty lan tỏa thương hiệu đến với người dân và du khách. Qua cái hội chợ này thì mình muốn là cái nông sản của mình là được nhiều người biết đến. Và nếu như mà mình kết hợp với du lịch sinh thái á, thì những vị khách du lịch hoặc là bà con mà muốn thử sản phẩm á, là có thể đến tận vườn. Hơn nữa là khi mà du khách đến địa phương á, mà có cái sản phẩm vùng miền tặng về cho gia đình mình á, thì nó mang cái ý nghĩa rất là thân thiết, có nghĩa là gắn kết của con người với lại thiên nhiên. Đây là lần thứ hai tổ chức Hội chợ nông sản huyện Châu Đức 2023 có chủ đề Tiềm năng hội nhập phát triển đã thu hút 81 gian hàng của 80 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đến từ các địa phương trên địa bàn huyện. Ngoài ra, hội chợ còn thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ có thêm cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, đặc biệt là quảng bá, kết nối để đưa nông sản trở thành sản phẩm quà tặng đi kèm trong các chuyến du lịch của du khách. Chính vì thế, các doanh nghiệp tham gia hội chợ không chỉ chú trọng về chất lượng mà mẫu mã cũng được đầu tư đẹp mắt. Hội chợ nông sản huyện Châu Đức năm 2023 đây là hội chợ lớn nhất từ trước đến nay và cũng có thể nói đây là cái ý nghĩa rất lớn đối với các cái doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các cái hàng hóa đặc sản địa phương giống như chúng tôi. Các cái sản phẩm của chúng tôi ra đây, một là chúng tôi quảng bá, truyền thông cũng như là liên kết mua bán hàng hóa, nhưng có một cái ý nghĩa rất là lớn trong cái vấn đề là kết nối du lịch. Du lịch ngoài những cái cảnh quan của địa phương thì chúng ta cũng phải có nhiều các cái sản phẩm địa phương để đem ra phục vụ du khách. Huyện Châu Đức có 31 sản phẩm ô cóp đạt chuẩn 3 đến 4 sao. Việc tổ chức hội chợ nông sản này là cơ hội để đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Không chỉ kích cầu tiêu thụ mà chính người tiêu dùng sẽ là những đại sứ lan tỏa sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng và đạt chuẩn chất lượng. Diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6, Hội chợ nông sản huyện Châu Đức 2023 được tổ chức trong những ngày đầu hè này, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách đến với Châu Đức nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Trong một cái chuyến du lịch mà mình được ghé lại những cái gian hàng đặc sản á, thì rất là bổ ích luôn á, tại vì mình cũng sẽ được mua những cái món quà cho người thân mà đảm bảo chất lượng mà lại là ủng hộ được sản phẩm của tỉnh nhà nữa. Đối với ngành du lịch của chúng tôi thì ngoài cái việc mà chúng ta tạo ra các cái tour tuyến kết nối thì cái việc mà Châu Đức mở một cái hội chợ nông sản trong cái đầu mùa hè này tôi nghĩ rằng đó là một cái chương trình mà nó rất là tốt để phục vụ cho du khách trong mùa hè. và chúng tôi rất là coi trọng cái việc mà phát triển các cái sản phẩm kết nối giữa các cái tour tuyến, giữa các cái tour ở vùng thành phố và cái tour ở các cái vùng nông thôn để chúng ta tạo ra những cái sản phẩm khác nhau. Quý vị thân mến, không chỉ mong muốn lan tỏa và quảng bá về nông sản của huyện Châu Đức nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, mà thông qua hội chợ lần này thì lãnh đạo huyện Châu Đức còn mong muốn tạo nên được sự kết nối để phát triển loại hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và để hiểu rõ hơn về quan điểm định hướng phát triển lĩnh vực du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn và nông dân thì chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức. Xin được kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Xin được trân trọng kính chào ông và cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn của chúng tôi. Thưa ông, thế mạnh của Châu Đức là nông nghiệp và thời gian qua thì phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn đã được huyện quan tâm đầu tư. Vậy xin ông cho biết về hiệu quả đạt được như thế nào và quan điểm định hướng phát triển ngành du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn của huyện hiện nay ra sao? Châu Đức rất thuận lợi để phát triển du lịch nông nghiệp, bởi vì với địa hình và với một cái khí hậu ôn hòa phù hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Châu Đức hiện nay có trên 12 hồ cấp nước và có những cái địa hình rất là thơ mộng, cần phải được đánh thức và phát huy cái giá trị của nó. Và tôi nghĩ rằng là cũng có ít nơi nào có được cái địa hình đặc trưng như huyện Châu Đức. Giá trị của du lịch huyện nhà dù rất bé so với các huyện thị thành trong tỉnh, nhưng đã báo được cái tín hiệu mừng là cái lượng khách tăng rất nhiều lần, và những cái điểm đến đã được chuẩn bị hết sức là công phu tỉ mỉ để làm hài lòng thực khách, để rồi có những cái tour hết sức là giá trị và trải nghiệm được cái khí hậu cũng như là cái địa hình của Châu Đức. Có thể nêu ra đây đó là khu du lịch Bungarin với một cái bản sắc Tây Nguyên đã làm hài lòng khi du khách đến đây. Rồi khu du lịch đất rồng Đinh Gia Trang đã đầu tư rất công phu, có những cái cảnh mà cũng có ít nơi nào có được và đã làm cho du khách mê hoặc và sẽ hứa hẹn sẽ đến trong những lần sau. Hoặc là những cái điểm ví dụ như Chăm Villa ở Suối Rau hoặc là Suối Rau Ores thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị rất tốt để đón khách trong tương lai. Và định hướng trong tương lai vừa phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch để tạo ra những cái sản phẩm làm hài lòng du khách, và những sản phẩm đó không chỉ biết đến ở phạm vi trong nước và cả vươn ra thế giới. Có thể khẳng định những sản phẩm từ nông nghiệp và nền tảng văn hóa nông thôn đã đang là những sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách đến với Châu Đức để tham quan và trải nghiệm. Sức hút của lễ hội nông sản đang diễn ra là minh chứng. Vậy huyện sẽ tiếp tục có kế hoạch gì để nâng tầm kết nối và lan tỏa nông sản địa phương, đưa nông sản trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Châu Đức thưa ông? Định hướng tới đây của huyện Châu Đức đó là phát triển nông nghiệp, du lịch. Để làm được những cái việc đó thì trước tiên chúng tôi rà soát lại cái hệ thống hạ tầng để phục vụ phát triển nông nghiệp du lịch, để đầu tư một cách hoàn thiện và kêu gọi các doanh nghiệp đến để đầu tư với quy mô tầm cỡ xứng tầm với cái sự đi lên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trách nhiệm của địa phương là phải đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đến để đầu tư vừa là nông nghiệp vừa là du lịch. Vấn đề mà chúng tôi đặt ra đầu tiên đó là phải đảm bảo uy tín chất lượng của sản phẩm nông nghiệp, và những cái điểm du lịch được đầu tư thì phải chu đáo và hiệu quả. Để làm được điều này thì vấn đề chính quyền phải thấu hiểu và phải đồng hành với nông dân, đồng hành với doanh nghiệp để chia sẻ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư cũng như là đi vào hoạt động vận hành. Phải làm tốt công tác quảng bá hình ảnh, kết nối những cái doanh nghiệp đến với Châu Đức, đến với Bà Rịa Vũng Tàu để lan tỏa cái thương hiệu cũng như là những cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền, mà đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ của Châu Đức và du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm với thân thiện với cộng đồng để làm hài lòng du khách khi đến với Châu Đức và Bà Rịa Vũng Tàu. Huyện Châu Đức đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Vậy huyện gắn mục tiêu nông thôn mới nâng cao với khai thác thế mạnh để phát triển du lịch ra sao thưa ông? Công việc trước mắt là phải làm cho hệ thống chính trị và người dân hiểu thật rõ, hiểu thật sâu về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới. Đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy người dân là trung tâm và là chủ thể. Muốn làm được điều này thì tất cả phải dồn lực vào để đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng một cái huyện nông thôn mới sạch đẹp văn minh, để nông nghiệp phải là nông nghiệp sinh thái, rồi nông thôn phải hiện đại và người dân phải trở thành một người dân thông minh, để xây dựng một cái huyện thật sự là tiêu biểu, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp và hỗ trợ đắc lực cho du lịch nông nghiệp của huyện nhà và hướng đến một cái cuộc sống hạnh phúc, thanh bình và đầy đủ các cái dịch vụ cuộc sống của người dân, phối hợp với các cơ sở đào tạo, nhất là trường cao đẳng du lịch của tỉnh và các cơ sở khác để đào tạo ra cái đội ngũ nhân viên phục vụ cho ngành du lịch trong thời gian tới đủ tay nghề và đủ cái khả năng để đáp ứng cho cái việc phát triển du lịch trong thời gian tới của huyện Châu Đức. Xin được trân trọng cảm ơn ông về buổi chia sẻ cùng chúng tôi. Và kính thưa quý vị, hiện nay xã hội phát triển nhanh, cuộc sống ngày càng trở nên vội vã thì xu hướng đi du lịch của phần đông du khách cũng có sự thay đổi. Thay vì tới các trung tâm du lịch náo nhiệt, hưởng thụ các dịch vụ đẳng cấp xa xỉ thì du khách muốn trở về vùng nông thôn bình dị yên ả để hòa mình với thiên nhiên, với không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi. Xu thế này rất phù hợp để huyện Châu Đức có cơ hội phát triển sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn. Tin tưởng rằng với sự quan tâm đầu tư đồng bộ và quyết liệt, một ngày không xa, huyện Châu Đức không chỉ là khởi động mà còn tăng tốc để đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của huyện. Và đến đây thì chương trình Du lịch 24/7 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.